để giúp các bạn dễ tìm kiếm, xem và đăng ký kênh trên điện thoại, các bạn làm theo hướng dẫn sau. Khi đã đăng ký kênh thì mỗi lần xem kinh nào đó, bạn sẽ không mất thời gian tìm kiếm mà bạn chỉ cần nhấn vào chữ kinh đăng ký ở cuối màn hình thì các bạn sẽ tìm ra kinh mà mình ưa thích. Nhấn vào biểu tượng của YouTube sẽ hiện lên một tìm kiếm bên góc phải trên cùng có hình như kính lúp. Bạn nhấn vào hình kính lúp và đánh chữ kinh cần tìm như Vũ Huy 94 chẳng hạn. Bấm vào chữ tìm góc tay phải phía dưới màn hình thì bạn đã tìm được kinh mà bạn cần tìm kiếm. Bạn có thể nhấn vào để xem. Ví dụ video cua Cà Mau của Vũ Huy 94 sẽ hiện lên số lượt xem. Bạn nhấn vào hàng chữ có chữ đăng ký, tức là bạn đã đăng ký kênh mà mình yêu thích, kèm hình có chữ đăng ký. Vũ Huy 94 183, có nghĩa là kênh Vũ Huy 94 đã có 183 người đăng ký. Còn xem bài Nỗi buồn ngành y đã có trên 7.700 lượt xem. Nhấn vào hàng chữ xem thêm video Nỗi buồn ngành y sẽ hiện lên hàng chữ cụ thể như lượt thích, lượt xem và ngày phát hành video và những lời giới thiệu của tác giả kinh. Nhấn vào Vũ Huy 94 thì bạn sẽ có những thông tin khác của kinh như kinh bạn đã tham gia từ ngày tháng năm nào và số lượt đã xem kinh của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kinh để ủng hộ mình nhé.